Theo như lời kể của nhạc sĩ Phú Quang thì bài thơ Không Đề Gửi Mùa Đông của nữ thi sĩ Thảo Phương 1949-2008 được viết vào đầu những năm 80 của thế kỷ 20. Nhà thơ Thảo Phương tên thật là Nguyễn Mai Hương, quê ở huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Bài thơ này được nhiều độc giả tìm đến sau khi ca khúc Nỗi Nhớ Mùa Đông của nhạc sĩ Phú Quang phỏng thơ Thảo Phương đã trở nên rất nổi tiếng. Mến mời quý cô bác anh chị và các bạn cùng đắm chìm vào hai phiên bản một bài thơ của nữ sĩ Thảo Phương. Càng hiểu càng thấm hơn nỗi niềm không đè gửi mùa đông khi tác giả đặt bút viết bài thơ này là thời gian đang sống ở phương Nam, tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhạc sĩ Phạm Tuyên đã từng viết: Anh ở trong này không có mùa đông, trong lời ca khúc Gửi Nắng Cho Em của ông. Vì thế không bỗng dưng mở đầu bài thơ, Thảo Phương viết: Dường như ai đi ngang cửa, hay là ngọn gió mải chơi. Đấy là nỗi nhớ quê da diết mà nhà thơ nhiều năm chưa có dịp trở lại. Thảo Phương tự cho mình là một ngọn gió mải chơi, phiêu bạt đến những phương trời xa xôi. Tâm trạng của những kẻ tha hương là vậy, càng xa càng da diết nhớ quê. Nữ sĩ có thời gian thơ ấu sống ở vùng quê bưởi Đoan Hùng nổi tiếng. Mùa thu trong sắc nắng vàng là bưởi, thứ hương bưởi chắc theo nhà thơ đi theo suốt cuộc đời. Đấy là một vùng quê miền Trung Du. Những năm hòa bình lập lại trên miền Bắc sau năm 1954, là con gái chắc chắn nhà thơ gội đầu bằng thứ nước vàng sánh chế từ các loại lá thơm với vỏ bưởi phơi khô. Giữa đô thị ồn ạ, nhà thơ càng nhớ, bởi Thảo Phương dự cảm như là đánh mất thứ hương thu vàng trong bưởi ấy. Dường như ai đi ngang cửa, hay là ngọn gió mải chơi. Chút nắng vàng thu xe nhẹ, chiều nay cũng bỏ ta rồi. Làm sao về được mùa đông, chiều thu cây cầu đã gãy. Lá vàng chìm bến thời gian, đàn cá im lìm không quẫy. Ừ thôi mình ra khép cửa, vờ như mùa đông đang về. Cây cầu nêu trong bài thơ là hình tượng thời gian, nhịp nối giữa ký ức và hiện tại, càng làm cho ta nỗi nhớ da diết hơn. Sau khắc tàn thu là mùa đông, mùa lá vàng rơi rụng. Ai đã từng ở miền Trung Du Phú Thọ mới biết, vào đông màu vàng là gam màu chính, sắc vàng trùm suốt không gian, những ruộng bậc thang màu vàng lúa, vàng khô lá xoan, miền Nam gọi là cây sầu đông, vàng đến thẫn thờ hoa cúc. Trong sắc vàng ấy là sự hanh khô xương giá, nước trên các dòng sông, ở ao làng trong thấu đáy, nói như cụ Tam Nguyên Yên Đổ đến mức lạnh lẽo nước trong veo. Có lẽ thế nên Thảo Phương mới hạ bút: Lá vàng chìm bến thời gian, đàn cá im lìm không quẫy. Từ không gian ấy, với hình ảnh lá vàng dù đã chìm bến thời gian, nhưng nỗi nhớ, hoài niệm, sự khắc khoải về quê miền Bắc không thể chìm trong tâm khảm nhà thơ. Sự chìm bến thời gian kia là sự một đi không trở lại. Vì thế, đàn cá trong dòng sông cuộc đời có thật im lìm không quẫy. Viết hai câu thơ trên, Thảo Phương càng không thể giấu được nỗi lòng mình sau khi đã đi suốt trong bể dâu của cuộc đời. Đúng là Thảo Phương không giấu được nên chị đã thổ lộ: Ừ thôi mình ra khép cửa, vờ như mùa đông đang về. Nhạc sĩ Phú Quang đã gọi được hồn thơ của Thảo Phương ấy là nỗi nhớ mùa đông, nhưng trên hết là nỗi nhớ quê, nhớ tuổi thơ, nhớ những người thân ruột thịt của lòng người xa xứ. Là con người ai cũng có miền quê đẻ nhớ. Ở Thảo Phương, đấy là quê hương miền Bắc, nơi có mùa đông, dù có thể lòng người rất lạnh, dù lá vàng chìm bến thời gian và đàn cá im lìm không quẫy, nhưng dòng sông cuộc đời chị không ngừng chảy. Vì nơi đó, chị không chỉ có nỗi nhớ mùa đông mà còn có ký ức những triền đồi, nơi dòng sông Hồng, sông Lô còn chảy. Cảm giác cô đơn trọn vẹn ấy được nhà thơ khép lại ở hai câu thơ cuối như một mong muốn được tìm lại sự chia sẻ nơi mùa đông phương Bắc đã từng gắn bó với mình. Theo lời nhạc sĩ Phú Quang, Thảo Phương là một người đàn bà vất vả,
chị tài hoa và đam mê, nhưng trời không dành cho những người đãi ngộ may mắn. Những câu chữ khắc khoải từ không đề gửi mùa đông cho tôi nỗi nhớ mãnh liệt về cố hương xa xôi của tôi. Tôi tựa vào chắc ẩn, dường như ai đi ngang cửa của Thảo Phương để nói thêm ám ảnh gió mùa đông bắc xe lòng của riêng mình. Sự thật, nếu không có không đề gửi mùa đông thì tôi không thể có nỗi nhớ mùa đông. Tôi giữ lại được những câu quan trọng nhất trong bài thơ của Thảo Phương, chỉ tiếc không phổ nhạc được hai câu khá hay là lá vàng chìm bến thời gian, đàn cá im lìm không quẫy. Ở phiên bản thứ hai, nỗi nhớ mùa đông của nữ sĩ Thảo Phương thì vẫn có cùng một nhịp điệu thơ trữ tình xa vắng và buồn tha thiết. Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc xe lòng, chút lá thu vàng đã rụng, chiều nay cũng bỏ ta đi, nằm nghe xôn xao tiếng đời, mà ngỡ ai đó nói cười, bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy, giờ đây cũng bỏ ta đi, làm sao về được mùa đông, dòng sông đôi bờ cắt trắng, làm sao về được mùa đông, để nghe chuông chiều xa vắng, thôi đành du lòng mình vậy, vở như mùa đông đã về. Làm sao về được mùa đông, dòng sông đôi bờ cắt trắng, làm sao về được mùa đông, mùa thu cây cầu đã gãy, thôi đành du lòng mình vậy, vở như mùa đông đã về. Đây là phiên bản mà sau này Phú Quang đã phổ nhạc. Bài thơ ở phiên bản thứ hai này có vẻ hoàn chỉnh hơn phiên bản đầu về mặt nhạc điệu, nhưng chủ đề làm sao về được mùa đông vẫn là tứ thơ xuyên suốt bài. Thơ Thảo Phương có một nhịp điệu riêng và dường như nữ sĩ không mấy quan tâm đến cái ngoài mình để độc lập hành trình với cái tôi của mình trong những phần khám phá cần thiết cho một phong cách. Đời Thảo Phương là một cuộc hành trình chuyên chuyên với nhiều thử thách của số phận. Từng học nước ngoài ở Hungary và tốt nghiệp cử nhân sinh học, nhưng thơ đã ám chị và làm cho chị ngả nghiêng. Ai đó nói rằng thơ chỉ chiếm ngự những trái tim mơ mộng, đa cảm, nhưng trường hợp Thảo Phương cho thấy thơ còn nung chảy cả trái tim một nhà khoa học. Chính vì những cảm xúc chơi với loạn nhịp ấy, thơ Việt đã có thêm những bài thơ hay như Không đề gửi mùa đông. Không đề hóa ra có vấn đề, cái mùa đông ấy thành mùa vàng, mùa nhớ, ám ảnh nhiều người Hà Nội xa quê, lưu lạc tứ xứ, cái ngọn gió mãi chơi, đó đã hóa thành ngọn gió ký ức. Giờ thì nữ sĩ Thảo Phương có thể lang thang đâu đó trên đầu những ngọn gió mà một kẻ làm công việc sáng tạo, lúc nào cũng muốn tang bồng, muốn cuối thác, đầu gành, lênh đênh cùng thân phận. Có lẽ ca khúc Nỗi nhớ mùa đông là bài hát đặc trưng, lắng đọng về mùa đông ở Hà Nội. Bởi vậy bài hát đã đánh thức, đã khơi gợi, đã đánh thức thật nhiều cảm xúc của những ai đã từng một lần lắng nghe những giai điệu trữ tình sâu lắng ấy. Khi xuất bản video này, thì anh 365 cũng không mong muốn gì cao sang, mà chỉ có một ước vọng nhỏ nhoi là truyền trao đến mỗi quý cô bác anh chị và các bạn một cảm hứng, một lắng đọng, xúc cảm từ sâu thẳm tâm can của mỗi người con Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. Xin cảm ơn nữ sĩ Thảo Phương, cảm ơn nhạc sĩ Phú Quang đã gợi cho mỗi chúng ta một nỗi nhớ quê da diết để nhân bội tình yêu quê hương đất nước. Thế anh 365 xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.